đây là đồ đi xanh của Lan hồi trước. Ơ, tưởng bé sơ sinh người ta dùng miếng lót với tả vải chứ. Không phải đâu. Biết da bé mỏng hơn da người lớn 30%, Lan đã kiểm tra tả dáng sơ sinh Huggy đúng là chăm sóc tốt nhất. Thật mềm, lại khô ráo hơn miếng lót nhiều, và thoáng khí nữa. Bé sơ sinh da non nớt lắm, nên tả sơ sinh phải là chăm sóc tốt nhất cho da của bé. Tặng mẹ bầu nè.